Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm một chút liên quan tới cái lịch sử của cái cách thức họp ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì như chúng ta đã biết là sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến thì các nước thấy rằng là cái cơ chế hồi quốc liên là các nước ở trong thế giới diễn thứ nhất đó, thành lập sau thế chiến thứ nhất đó, thì nó không còn hợp thời nữa, và do đó các nước đã họp nhau ở tại Francisco và thông qua cái hiến chương Liên Hợp Quốc và thành lập cái Liên Hợp Quốc. Lúc đó là có 51 quốc gia thành viên là ban đầu, cho tới nay hiện nay là Liên Hợp Quốc có 193 quốc gia thành viên và hai quan sát viên là Tòa Thánh Vatican và nhà nước Palestine. Bên cạnh đó thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc còn mời thêm một quan sát viên nữa, đó là đại diện của Liên hiệp Âu Châu. Và cái quy định của cái phiên khai mạc đó, nó có những cái vấn đề như thế này. Thứ nhất đó, là ngày 25 là bắt đầu là chính thức là bắt đầu là các vị nguyên thủ đọc diễn văn đó. Thì khai mạc cái phiên đầu tiên đó, là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Guterres, là ông sẽ đọc cái bài giống như là ông Tổng Thư ký, là ông đọc cái bài báo cáo thường niên cái hoạt động năm qua là đầu tiên. Rồi kế đến là Chủ tịch Đại hội đồng. Thưa quý vị, cái nhân vật này là khác này. Chủ tịch Đại hội đồng là được bầu hàng năm, và trước khi mà các vị nguyên thủ về họp đấy á, thì đại diện các nước thường trực ở tại Liên Hợp Quốc á, họ đã bầu một nhân vật làm chủ tịch hội đồng để điều hành cái phiên họp của trong cái kỳ họp của lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì các nước đã bầu ra cái bà ngoại trưởng của Ecuador là làm là chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và cái bà chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc này phải tham khảo ý kiến của bên Hội đồng Bảo an rồi của nguyên thủ các nước để đưa ra một cái gọi là một cái chủ đề cho những cái bàn luận của năm nay. Họ đã đưa trước là rồi để cho các nước để mà chuẩn bị để cho cái bài phát biểu của mình. Và cái thứ tự phát biểu ở tại đại hội đối nó như thế nào, thì thưa quý vị, là sau khi ông Tổng Thư ký ông đọc báo cáo hàng năm rồi kể đến là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là bà Ngoại trưởng của Ecuador cho kỳ họp thứ 73 Liên Hợp Quốc này đọc cái diễn văn ngắn để khai mạc thôi. Và sau đó cái vị nguyên thủ đầu tiên được đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 193 thành viên chính là Tổng thống Brazil. Tại sao vậy thưa quý vị? Đây nó có cái nguyên nhân là vào những cái năm đầu mà lúc mà Đại hội đồng, lúc mà Liên Hợp Quốc mới thành lập đó, thì nhóm họp Đại hội đồng đó thì không có nước nào chịu lên nói trước hết. Và lúc đó ông Brazil, ông đại diện Brazil, ông tình nguyện ông lên đọc diễn văn trước. Rồi năm tới cũng vậy nhé. Rồi sau đó là cứ đến một lần mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp là Brazil họ khi nào không được nói trước hết. Và do đó nó trở thành một cái gọi là giống một cái truyền thống. Và đến 50 năm sau đó, họ tự tự động là cái ban thư ký hay là cũng như là chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc á, khi nào xếp cục để nước Brazil họ lên họ đọc bài diễn văn đầu tiên, vì lý do không phải là theo thứ tự ABCD, tại vì vấn ấy của các nước còn thì chủ yếu như Australia nước Áo này, Australia nước Úc này, Argentina này, Azerbaijan này, rồi bên Bỉ cũng nhiều nước lắm, nhưng mà Brazil thì hàng sau nữa. Nhưng mà vì không có ai nói. Rồi cái nhân vật thứ hai phát biểu thứ hai đó là nguyên thủ của nước chủ nhà chính là Tổng thống của Hoa Kỳ, và năm nay kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là chính Tổng thống Donald Trump là đọc bài diễn văn thứ hai. Nhưng mà thưa quý vị, rằng là ngày 25 tháng 9 vừa qua là Tổng thống Donald Trump có một lý do nào đó phái đoàn của Hoa Kỳ tới trễ, do đó đã đưa Tổng thống của Ecuador điền khuyết vào để đọc, do đó là Tổng thống Donald Trump đã là người đọc cái bài diễn văn thứ ba. Thì đó là cái một số những nguyên tắc như vậy. Còn những cái điểm nữa, cái bài diễn văn của nguyên thủ của các nước á, là có giới hạn, họ có quy định rằng là nên đọc trong vòng 15 phút. Nhưng mà thưa quý vị, hầu như là đa số các nước, các vị nguyên thủ đều đọc quá cái thời gian đó, nhưng mà cũng mức độ thôi. Chỉ có một lần duy nhất trong lịch sử của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc á, là cái ông Cuba là ông đọc nhiều nhất, đó là ông chủ tịch Fidel Castro, ông đã chết rồi đó, đã qua đời rồi. Thì sau khi mà gọi là chiếm được chính quyền của Cuba qua cái cuộc lật đổ cái cách mạng năm 1959, năm 60 lên, thì ông Fidel Castro ông dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1960. Và chúng ta nhớ rằng là Fidel Castro là một tay hùng biện, do đó khi ông lên đọc cái bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông đọc tới 4 giờ
30 phút, nghĩa là phá kỷ lục tất cả các vị nguyên thủ từ trước này trong lịch sử họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc là chỉ có một mình ông Fidel Castro là ông đọc tới 4 giờ rưỡi, 4 tiếng rưỡi đồng hồ bắt các vị nguyên thủ ở dưới ngồi mà nghe ông Fidel Castro đọc cái bài diễn văn của ông. Rồi thưa quý vị rằng là quy định của phiên họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc có quy định như thế này nữa, là nếu phái đoàn của một nước hoặc là phái đoàn của một nhóm nước họ có quyền bỏ ra khỏi phòng họp của đại hội đồng Liên Hợp Quốc nếu như họ bất bình với cái nhân vật đã phát biểu trên diễn đàn của đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi cũng thấy nói thêm cả là vấn đề ngôn ngữ ở trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì thưa quý vị á, là trên những cái trang web á, rất là dễ thuận tiện cho tất cả chúng ta nếu muốn xem ai phát biểu như thế nào, nước nào thứ tự như thế nào, thì trang web của Liên Hợp Quốc nó có, và cái ngôn ngữ ở trên trang web là hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp để cho mọi người, nghĩa là giống như là thông dụng ở trên thế giới. Tuy nhiên ở tại đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trên diễn đàn quốc tế của Liên Hợp Quốc á, thì có 6 ngôn ngữ được công nhận là ngôn ngữ chính thức, ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, ở đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hoa, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha, là 6 ngôn ngữ đó được xem là ngôn ngữ chính thức ở trên diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Và thưa quý vị, là cũng có một cái điểm mà đáng nói ở trong cái này, như hồi nãy cô Nam Minh nói là tại sao các cái nguyên thủ của Nga về Trung Cộng tham dự, thì cái sự tham dự của các vị nguyên thủ của các nước á, được họ chú ý đó, có những cái vấn đề như thế này. Thì dụ như những cái vị nguyên thủ gọi là tân nguyên thủ họ mới đắc cử ở trong nước tới, thì dụ như kỳ này là có chủ tịch hội đồng bộ trưởng của Cuba chẳng hạn, ông mới lên đó. Rồi ở Nam Phi là tân tổng thống mới đắc cử chẳng hạn, thì đó là những cái nhân vật họ chú ý. Rồi còn có một cái nhân vật cũng được đại hội đồng chú ý và họ hoan nghênh nữa, đó là nữ thủ tướng Tân Tây Lan. Thì thưa quý vị, cái điều đặc biệt là nữ thủ tướng Tân Tây Lan, đây là một cái vị nữ thủ tướng rất là trẻ, mới có 38 tuổi thôi, nhưng mà cái điều đặc biệt nhất là khi đi dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc á, bà bồng theo cái cháu bé, con mới có 3 tháng tuổi, bồng đi theo. Như vậy là cái người bạn trai của nữ thủ tướng á, được quyền ngồi ở trong cái phần mà cái khu mà dành cho cái đoàn Tân Tây Lan, thì ông có bồng đứa bé 3 tháng tuổi đó. Và cái sự kiện đó cũng gây nên một cái gọi là một cái sự thích thú cho toàn thể đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Họ nhìn vào cái vẻ mặt rất là thích thú khi thấy có một cái cháu bé 3 tháng tuổi hiện diện trong cái phòng họp với toàn là những cái nhân vật này, gọi là gạo cội trên chính trường quốc tế. Đó là những cái điểm mà chúng tôi xin trình bày sơ qua những cái tài liệu tin tức ở trên báo chí tiếng Anh của những ngày hôm qua.